Chào mừng anh chị đến với kênh Cờ Tướng Channel của Ngọc Lan, nơi chia sẻ video hay và chất lượng. Hôm nay em xin chia sẻ, anh chị, hai trận cờ hai của Lại Lý Huynh tại Thiên Thiên Tượng Kỳ. Trận này vừa diễn ra sáng nay, ngày 17 tháng 11 năm 2023. Mời anh chị xem. Trận đầu tiên Lại Lý Huynh cầm đỏ đi tiên, từ siêu Trung Quốc cầm đen đi hậu. Chúc anh chị xem cờ vui vẻ.将军。将军。
Tăng Duyên. Trang Duyên.
Chương trình. 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 Chương trình.
将军。将军。将军。Chơi đến đây, xác cục, từ siêu, buông cờ nhận thua. Mời anh chị xem ván thứ hai, lại Lý Huynh cầm đỏ đi tiên, từ siêu cầm đen đi hậu, mời anh chị xem.
将军。将军。将军。将军。将军。将军。将军。
将军。将军。将军。将军。将军。
将军。将军。将军。将军。将军。chơi đến đây sát cục, từ siêu buôn cờ nhận thua. Video của em đến đây đã kết thúc rồi, cảm ơn anh chị. Bỏ thời gian quý báu xem video của em, anh chị nhớ cho em xin một like, và đừng quên bấm đăng ký giúp em. Em xin cảm ơn anh chị, em xin chào anh chị ở đây, hẹn gặp anh chị ở video sau.